Xin chào mọi người. Mình vừa cho Kim Chi Củ Cải đi chạy về, đi chơi về. Dạo gần đây là hầu như ngày nào mình cũng phải giặt cái khăn lau mặt cho Củ Cải. Đi ra ngoài đường bụi, trời bụi mà. Cho nên là về nhà cứ phải giặt cái khăn rồi là lau mặt cho nó. Nếu mọi người để ý thì chắc chắn là sẽ thấy là dạo gần đây Củ Cải là mặt mũi là có trắng trẻo hơn. Ngày trước thì nhìn trông rất là nhăn nheo, đen xì xì thì trông bẩn bẩn, nhưng mà dạo gần đây là mình ngày nào cũng lau mặt, cứ đi chơi về là lau mặt cho sáng sủa sạch sẽ, không bụi bẩn nữa. Rồi để chai rồi, mát mẻ rồi. Cứ chi lên đây, lau mặt nào. Rồi chung khăn nhé, rồi ok. Mà Kim Chi là cũng được lau mặt cho sạch sẽ rồi, không lo. Ok. Xong rồi đấy. Đi chưa rồi? Đi lấy con ăn này. Con ăn đâu? Đi lấy con ăn này, nó con ăn này. Nè. Đi tìm con ăn này, Kim Chi, đến đây. Cải đến đây, Kim Chi. Ngồi đến thì đến đây. Kim Chi đến đây, họ thân nào đến đây. Nè, đến đây. Nằm xuống bò đây. Đến đây. Kim Chi đến đây. Đến đây. Đến đây. Bò đến đây. Nè. Đưa cái khóa ở đây, hả? Hư ra, hả?
suốt ngày cắn phá bày người ra nhà đấy à, hết cắn phá đồ đạc rồi giờ lại cắn phá giấy, cái gì đây hả, hư đấy à, ai suốt ngày phải dọn dẹp cho mày mà mày được, hư lắm rồi đấy, bực mình lắm rồi đấy. Củ Cải mang chổi đây, lấy chổi đi, mang chổi đây nào. Cái đi lấy chổi đây, đứng dậy lấy chổi đây, chổi cơ mà nào. Cái đi lấy chổi đây, lấy chổi cơ mà, mang chổi đây. Kiểu Chi lên đây, cả mang chổi đây nào, mang đây thôi nhả ra. Tránh ra là đúng có nhà mà. Tránh ra Kim Chi, tránh ra. Đấy nhà cửa nhìn rất là sạch sẽ nhưng mình quét được cái gì cũng ra một đống lục của mình. Mới quét mới mong nhà tối hôm qua xong. Yeah.
xúc xem nào. Thôi nha, thế thôi. Kim chi. Nào. Lần sau không cắn phá giấy nữa, nhớ chưa? Hả? Kim chi. Lần sau không được cắn phá giấy nữa nhá. Hư vừa vừa thôi.